Rồi chụp chụp cho tắm. Ok. Đây. Cái này là để chống à, xin lỗi tôi ông chồng phải ngồi xong. Đúng để mở màn cho cái chương trình sắp sửa tổ chức của chúng tôi, nhưng mà sau đó thì sẽ có một số bài hát để warm up chương trình. Chúng tôi muốn chắc chắn rằng có các cái ca sĩ đã đến đây rồi. Chúng tôi thấy có anh Trần Ngọc Đắc đây rồi. Chị Kim Loan có đây rồi phải không ạ? Anh kính thưa quý vị, và có một viên trưởng có nhà ý muốn tặng chúng ta một cái DVD về ca nhạc cũng như là và những nói về công đức của anh một người nhà cũng như là đến để xem những có những lưu ý với là ôn tính và tình yêu của người Mộng Thị nhận thấy quý vị đã đến đây từ rất sớm trong buổi lễ tưởng niệm lần thứ 68, lần thứ 61 của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng như là lễ quốc khánh lần thứ 68. Và kính thưa quý vị, và trước khi bắt đầu chương trình văn nghệ warm up thì chúng tôi có dàn trống của nghị viên Cindy Trần, và sau đó chúng tôi sẽ có 4 bài nhạc warm up trước khi bước vào chương trình khai mạc ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, trong phần lễ tưởng niệm của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng như ngày quốc khánh, và hôm nay chúng tôi sẽ có trong phần MC sẽ có 3 MC, và sau đây một thủ xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả quý vị 3 MC trong buổi lễ ngày hôm nay. Và trước tiên một vỗ tay để chào đón bác sĩ Đinh Thái Sơn ngày hôm nay sẽ có mặt cùng với chúng ta trên sân khấu. Vâng, tôi là Đinh Thái Sơn, xin chào tất cả các quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị. Dạ thưa quý vị, và tiếp một người MC trong buổi lễ ngày hôm nay, đó là MC nghi lễ Đại úy Nguyễn Quang Chuột. Xin quý vị dành một tràng vỗ tay để chào đón Đại úy Hải quân Nguyễn Quang Chuột. Đinh Quang Chuột. Xin cảm ơn cô Mộng Thị. Xin đính chính cùng quý vị là tôi hải quân trung úy thôi, nhưng mà thôi tôi cũng quên cái chữ trung úy đi. Tôi thì tự giới thiệu tôi là hải quân Đinh Quang Chuột. Hân hoan chào mừng và cảm ơn toàn thể quý vị đã đáp lại lời mời của ban tổ chức đến tham dự buổi họp mặt mừng ngày Quốc khánh Việt Nam Cộng hòa 26/1/1963. Một lần nữa xin kính chào toàn thể quý vị.
Dạ không biết rằng là đoàn trống của nghị viên Cindy Trần đã sẵn sàng chưa ạ? Dạ vâng. Xin mời đoàn trống của nghị viên Cindy Trần chúng ta cùng tiến lên trên này. Các hậu duệ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong những bộ trang phục cổ truyền của người Việt Nam chúng ta. Xin quý vị dành một tràng vỗ tay một lần nữa thật nồng nhiệt để chào đón các em và nghị viên Cindy Trần. Cindy Trần và các em. Kính thưa quý vị, đoàn trống của cô Cindy Trần và tất cả các em ngày hôm nay đã làm cho không khí của buổi lễ rất là long trọng. Xin cảm ơn nghị viên Cindy Trần cũng như cảm ơn tất cả các em đã đến đây ngày hôm nay để cho buổi lễ của tưởng niệm cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và ngày Quốc khánh được thêm phần long trọng. Và kính thưa quý vị, sau đây Mộng Thủy xin mời quý vị thưởng thức một vài ca khúc nhạc warm up và chúng ta sẽ bước vào phần khai mạc chương trình vào đúng 11 giờ trưa ngày hôm nay. Và trước tiên Mộng Thủy cũng như là bác sĩ Sơn đây xin kính mời là bản Chiều Mưa Biên Giới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Xin mời ca sĩ Trần Đắc lên sân khấu. Xin mời ca sĩ Trần Đắc V.
với bài nhạc Chiều mưa biên giới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Dạ, không biết là ông Trần Đắc đã có mặt ở đây chưa ạ? Nếu mà ông Trần Đắc chưa, đã có sự có mặt của nhà văn Chu Tất Tiến. Mộng Thủy xin được kính mời nhà văn Chu Tất Tiến gửi đến tất cả quý vị chúng của nhạc sĩ Hoàng Trọng. Xin quý vị dành một tràng vỗ tay để chào đón nhà văn Chu Tất Tiến. Xin kính chào quý huynh trưởng, xin kính chào quý chiến hữu và các bạn. Rất bất ngờ ban tổ chức gọi lên để trình bày cái bản Bên Bờ Đại Dương. Xin mời quý vị nghe lại cái bản này từ lâu lắm rồi, mấy chục năm, ba mấy năm rồi. Và Bên Bờ Đại Dương. Đồng đồ. Nước tôi màu thắm bên bờ đại dương, tắt với nàng tình nói qua lòng miền Trung. Đất nước tôi từ mái tranh hiệu Bắc Giang, vượt núi rừng ra Trường Sơn, vào đến ruộng ngọt phương. Đất nước tôi từng đấu tranh diệt ngoại xâm, trong máu xương từng hát ca